Xin chào anh em bốn bể. Bác đang ở đồn công an và bác người từng trải vừa hoàn thành mọi thủ tục để cứu vãn cuộc đời bác. Ôi, chú, con trai tôi đâu rồi? Chắc chắn những ngày ở đây sẽ cho bác bài học giá trị để cho cậu ấy thay đổi bản thân. Đấy, gia đình tôi rất mong muốn điều đấy. Bác sẽ quay trở lại và chắc chắn sẽ không ăn hại như xưa. Tốt quá. Thế thì tốt nhất rồi. Anh em bốn bể ạ, cái khoảnh khắc mà gia đình họ sắp đoàn tụ bên nhau cho tôi một cái cảm giác giống như là đêm giao thừa. Và cái khoảnh khắc chuyển giao của một năm mới sắp đến. Còn chần chờ gì nữa? Nào, hai bác và anh em bốn bể, chúng ta hãy cùng nhau đếm ngược nhá. 10 9 8 Ôi, bát. Cái gì đấy? Bát ơi, con đây. Thực sự là sớm hơn dự kiến. Mẹ nuôi mãi con mới lên được mấy lạng. Bây giờ mày bị gầy đến mấy cân rồi con ơi. Sao bố mẹ biết tôi ở đây mà đến? Mọi người nhìn đi. Ân nhân của gia đình mình. Ân nhân bảo đến đây đón con. Thực sự khi bác người từng trải chứng kiến cái cảnh gia đình họ đoàn tụ, bác người từng trải không cầm được nước mắt. Con ra cảm ơn ân nhân đi. Ân nhân. Dạ. Em được cảm ơn ân nhân. Chào thằng em của anh. Chúc mừng em thoát khỏi cảnh tù tội. Thằng chó. Sao thế con? Sao thế? Đây là ân nhân của con, ân nhân của gia đình mình đây. Mày, ân nhân mà nói mày quỳ mẹ cũng phải quỳ đi. Phải quỳ xuống đi, thằng này. Sao phải biết ơn cái thằng ân nhân rồi chó này? Ôi trời, chết rồi. Đệ. Ông ơi. Bạn ơi, em mới có mấy ngày ở trong này thôi mà lời ăn tiếng nói của em thay đổi thế. Bạn ơi, anh cho em bài học là để cho cuộc đời em lật sang một trang mới. Ừ, đúng rồi con. Mọi chuyện đã qua rồi. Cộng đồng mạng đang rất mong chờ em đấy. Em ơi. Giờ phút này ông vẫn còn livestream để lòe thiên hạ được. Còn em sao thế? Em thay đổi thật rồi bác ạ. Anh phải làm gì? Anh phải làm gì để cho em tỉnh táo lại? Hay là anh đưa em vào bệnh viện tâm thần nhá. Đúng đấy. Con ơi, đưa đi kiểm tra xem. Sợ mấy ngày trong này tâm lý nó có sự thay đổi đấy. Hay, bị làm sao vậy em bị tự, chắc vậy? Là em bị tự kỷ ám thị. Thế con làm sao? Thằng này là một thằng chân đất mắt toét ở quê lên thành phố. Rất may gặp được anh Bắc. Anh ấy cứu mang cho vào quán cà phê để làm. Trao cho một cơ hội để một ngày nào đấy đổi đời. Đúng rồi con. Đúng rồi. Em ơi, em nói đúng mạch rồi đấy. Em nói đúng với cả bản chất con người nhân văn của anh rồi đấy.